nuôi mà nó là dạng bò đó mà, dạng bò này mình có thể ăn lá được gói bánh xèo cuốn dạng đứng cũng được. Này qua Huệ, Huệ gì không biết nữa. Dễ thương. Lá đậu rồng mọi người. Được vài lá. Rồng trồng không có tốt. Bẻ con ngỗ nè, để ra được con ngỗ ăn chơi. Về đây thấy rau gì cũng muốn ăn. À, bản không có rau này đâu mọi người, ở Malaysia không có rau ngỗ này đâu. Ôm nè, kiếm mấy cọng ôm. Nè, bụi ngô ôm mọi người. Trồng không sống cái bà lớn nữa. Mình lấy giống gì bên trồng. Rau dừa mọi người ơi, mình bẻ mấy cái đọt này nè. Nhận xuống nước cái ngày mai nó non lắm mọi người. Đây là bụi rote. Đây là bụi rote mọi người. Ăn chấm cá kho cũng ngon lắm. Sình không được cũng bụi.
Mời cả nhà ăn bánh tráng ngang miền quê sông nước. Đầu tiên lấy cái bánh tráng âm bể tu bột nha, mà sợ sao vô sợ lát sợ vô sợ mất siêu ăn siêu ăn súp cơ âm bể tạp bơm nha. Tôm rồi nãy mình rút tim rồi đó mọi người, giờ lột nó khỏe nhưng thôi là rút tim nó lúc này khó. Điểm nào? Đi tu u đăng á, u đăng suda buka tu ta đi suda ăn cắt tu koto nè, ăn chan e koto quăng thịt nó sắc nhỏ ra trời, kể đi sắc mỏng chút cái này hay gì. Chưa? Ừ, cuốn đi, cứ cuốn đi. Nhiêu cuốn ít tôm, ít thịt với chút. Đang tôm bao miếng thịt rồi cũng. Rồi. Rồi, vô ăn luôn đi. Chấm ăn vô. Cho vô review. Ngon không? Nó cảm nhận hay giống ngon giúp ăn cũng ngon ngon. Đúng rồi, ăn nó quay hoài. Quay xong rồi ăn. Cho anh ta nhìn rõ một chút. Để vô đây nè. Ừ. Rồi người, mấy người ở bển cứ hỏi bánh này làm sao giờ quay cho họ coi. Lát đi về mở lên cho họ xem. Rồi. Nãy giờ quên review lá đi bẻ để làm bờ lá gì đó chú làm lá cây sung lá sung ăn trời có lá ấy á lá gì lá sung ăn được lá sung ăn ngon ấy chú để cho bánh tráng này để đây cái gì lá cắt lòi có bé không bánh á cắt lòi nữa nào con nấu ăn sao đó ăn nhiều quá thì nhiều cái rồi bún á béo là nhiều lá. Ừ. Nhúc từ bé nữa nó nhiều quá rồi. Nè lá cắt lòi đi. Tôm thịt nào. Nè cắt lòi đi. Cắt lòi là nào? Có nào? Có nào? Quá, lá cắt này dài. Cái đó là lá rau muối á Nhúc. Mà lòng á. Hả? Rau muối mà bò đó. Không vậy em biết. Nó mới ăn lá cắt lòi chắc chắc rồi đâu có lá một à. Nó sung á. Nó sung á. Nó sung á. Giống lá cắt lòi vậy. Chắc chắc. Đó. Thì bữa hỏi một tường ăn bánh xèo qua đây xin lá một chuột cái con chỉ lá sung hỏi ăn được hay không? Cứ ăn đi rồi mới mốt đừng hỏi xin nha. Giống lá cắt lòi à, giống lá cắt lòi. Ờ đồ bùi bùi chắc chắc. Rồi có lá sung ruột nữa. Cũng cho ổn không á. Ổn không? Đúng nào? Cho em ruột hả? Ừ, ổn không? Chỗ bạch bạch tư. Nó cho em ruột đâu. Ăn rau rừng vậy mà nó ngon á. Trộn trộn.
Thằng trong Nhi ăn sinh nhật con nó kêu hậu nó ở đâu có lá sung sinh cho nó cà mau nó 1.000 đồng có. Nó kêu hậu sinh à, hậu không sinh à. Này má hả? Ừ. Má lắm. Kim nó cắt, không có nó cắt, cứ bẻ nó cắt chấm ăn cá kho cũng ngon. Đường ổng qua đây xin giao dạng bánh xèo con chỉ nè. Nó nói ăn được không số? Nói ăn được thì ăn đi. Thái ăn đi, bẻ người ta thuốc mày. Có thịt với lá xoài, thịt cây. Nào được ăn lá sung bây giờ? Ăn được lá cắt lội à? Chắc chắc lá sung được. Cái lá cắt lội vậy. Tôi muốn xèo. Xèo, ông Đồng có bị ăn đó. Rất là vui mà. Ừ. Lá ăn bánh xèo bánh ngon. Nhưng mỗi lần ăn có ăn lá cha nữa nè. Lá cha cũng ngon nhỉ? Ừ. Gói cho mọi người coi. Ăn nhiều rau quá nó vô đánh lộn. Đó còn mua thì tại đây xào chuột con sống được nha trời. Con má nè. Đó còn mua nè. Lá mơ à. Lá mơ vô chấm mà ăn cho nó mát ruột. Giống như chén thu lì á, từ bữa ăn nó lá mơ nhiều nhựa. Nó mát ruột, nó làm cái vết thương nó dâm. Nó đắng mà. Lá mơ à. Má rồi, cái lá nãy đâu. Này có the nè. Gặp tí. Cái gì đó? Lá sung. Dạ. Gói miếng thịt. Cho ta không, khỏi bao. Ăn này kêu bao, kêu bằng gấp đũa gói không được. Này có gà tay. Bánh tráng, này chấm không. Rồi con tôm bự nữa hả? Ừ. Rút con tôm bự rút. Để đi. Ăn đi, để cho ăn đi. 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 Ăn cổ luôn rồi. Ăn không có cổ luôn. Ăn hết ra, tổng ăn ngọt. Nó dễ nhắc rồi trời. Cộng con the, ăn nó the the như ăn dầu gió vậy. Gọi là con the. Không biết có ai mấy không? Thì ăn tốt. Thì ăn đang hoa rồi hay dữ. Ăn thì hoa. Thì ăn có, em đánh có 1 buổi với mặt nữa. Quá, em có 1 buổi với mặt trời. Ừ. Làm bờ bảo không về thì tháng mai nó tới đó. Trời đã mưa lâm râm. Ăn mấy cái này mới ngon. Phải ăn mấy cái đậu. Cái đậu có gạch, cái quay sạn á. Đậu ăn đó, ăn cái hàm á. Xinh nhất đó. Chiều quê được ăn tôm sú, ừ. Cái này mua thì không mua nổi mà nó được không tươi nữa. Bạn làm gì có tôm sú này có không? Có bán mà không biết từ đâu. Còn con thằng thằng trai chắc út quá mới làm 8 tuổi thì cũng lớn tuổi mà. Đang ăn con sú cố. Con tình. Cái máy bị lật. Thật thiệt, để mình nhau nói. Con sư tình là nhà ở đâu vậy ta? Nhà cái nhà ông tôi giàu á. Cái nhà. Cái miễu á. Cái miễu đó hả? Mỗi lần cái gì nhà của ai cũng có lúc con đi học có bị trời đánh á, phải nhà gần nhà nó không có một người cho trẻ trẻ bị trời đánh chết á. Hiểu rồi đó. Đó đó hai nhà kế bên đó chuyện ngay đó nữa đó. Nhà ông tôi giàu. Tôi giàu tôi tình kế bên lúc cái con nhỏ xíu nghe nói ổng đi tìm mưa ổng đi về ruộng ổng làm gì á tìm dịch tìm gì á chết trời đánh chết tìm dịch dịch xong nó thay. Đúng rồi, đi chút chút. Thôi rồi, đúng rồi. Bà, ăn thì gói hết thôi luôn mọi người. Trời cũng mưa, gói rồi. Rồi kéo vô đi. Rồi gói cái này đâu quá. Rồi gói cái này số nó gói sẵn hả? Ê. Ăn đi, thì ăn đi luôn. Không cài quá.
Cây nhà lá dừa chỉ mua bún, mua heo, sẽ lá đỉnh. Còn nhà tôm có, để mới rau rừng. Ngươi cứ vậy luôn hả? Con vàng rồi cũng tới vô cũng bị ông trời đuổi. Bye mọi người nha. Mọi người vui lòng đăng ký và nhắn kênh mà thank you. Cảm ơn mọi người nhiều. Bye bye.